Đồng Nai nằm ở Đông Nam Bộ, cùng với thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu và Bình Dương, tạo thành tứ giác trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Vậy cụ thể đó là những dự án nào và tiến độ những dự án này đang đến đâu? Hãy cùng Cafe Land tìm hiểu nhé! Đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây được khởi công xây dựng vào năm 2009 và đưa vào sử dụng năm 2015. Điểm đầu tuyến là nút giao thông An Phú, thành phố Thủ Đức và điểm cuối là nút giao thông Dầu Dây, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Tổng chiều dài 55,7 km, quy mô 4 làn xe. Đây là tuyến đường cao tốc duy nhất đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng trên địa bàn tỉnh. Hiện tại, mỗi ngày đêm có từ 42 đến 45.000 lượt phương tiện lưu thông qua cao tốc. Lượng phương tiện lưu thông tăng nhanh khiến đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thường xuyên xảy ra tình trạng kẹt xe, nhất là đoạn từ quốc lộ 51 về thành phố Hồ Chí Minh. Trước tình trạng này, Bộ Giao thông Vận tải đồng ý mở rộng 24 km từ nút giao An Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh đến huyện Long Thành, Đồng Nai lên 8 làn xe vào năm 2025. Nguồn vốn hơn 9.800 tỷ đồng. Sau năm 2040, đoạn này sẽ mở rộng lên 10 làn xe. Riêng 31 km từ Long Thành đi Dầu Dây sẽ giữ nguyên quy mô 4 làn xe vì có thể đáp ứng nhu cầu lưu thông đến năm 2040. Cao tốc Bến Lức Long Thành được khởi công xây dựng vào tháng 7 năm 2014. Tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 của dự án là 31.320 tỷ đồng. Điểm đầu là nút giao với đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, xã Mỹ Yên, Bến Lức, Long An. Điểm cuối là nút giao với đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, xã Phước Thái, Long Thành, Đồng Nai. Tuyến đường dài 57 km được xây dựng theo tiêu chuẩn đường cao tốc loại A với 4 làn xe lưu thông và 2 làn dừng khẩn cấp. Vận tốc thiết kế 100 km/h. Toàn tuyến có hơn 20 km cầu và cầu cạn, trong đó có 2 cầu lớn xây dựng theo kiểu dây văng là cầu Bình Khánh dài 2,76 km bắc qua sông Xoài Rạp và cầu Phước Khánh dài 3,18 km bắc qua sông Lòng Tàu. Cao tốc Bến Lức Long Thành có kế hoạch thông xe ban đầu vào cuối năm 2018, sau đó được gia hạn đến năm 2020 và gần đây nhất lùi tới cuối năm 2023. Tính đến nay, dự án đường cao tốc Bến Lức Long Thành đã thi công đạt khoảng 78% khối lượng công trình. Tuy nhiên, hiện dự án này lại đang gặp rất nhiều khó khăn về nguồn vốn và vấn đề giải phóng mặt bằng, khiến tiến độ thực hiện bị chậm trễ, nhiều gói thầu xây dựng đã tạm dừng. Cao tốc hoàn thành sẽ giúp kết nối giao thương giữa các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ. Đặc biệt, khi sân bay Long Thành hoạt động, tuyến đường sẽ giảm tải cho cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Theo quý khán giả của Cavelen, thì với tiến độ như vậy, liệu tuyến cao tốc này có thể đưa vào sử dụng vào năm 2023 như đã đề ra? Hãy comment ý kiến của mình cho mọi người cùng biết nhé! Theo thông tin quy hoạch, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 có điểm đầu nối với đường tránh Biên Hòa, điểm cuối giao với tuyến tránh thành phố Bà Rịa, quốc lộ 56. Tổng chiều dài toàn tuyến 53,7 km, thiết kế tiêu chuẩn cao tốc loại A từ 4 đến 6 làn xe, tốc độ 100 đến 200 km/h, chạy song song với tuyến quốc lộ 51. Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu được chia làm 4 phân đoạn, đoạn Biên Hòa - Long Thành quy mô 4 làn xe, đoạn Long Thành - Tân Hiệp quy mô 6 làn xe, đoạn Tân Hiệp - Phú Mỹ quy mô 4 làn xe, đoạn Phú Mỹ nút giao quốc lộ 56 4 làn xe. Dự án được đầu tư theo hình thức PPP, loại hợp đồng BOT với tổng mức đầu tư 18.805 tỷ đồng. Dự kiến khởi công vào quý 4 năm 2022, được phân đoạn thực hiện và hoàn thành vào năm 2025. Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sẽ giải tỏa áp lực cho quốc lộ 51. Hiện tuyến đường huyết mạch nối Vũng Tàu - Đồng Nai - Thành phố Hồ Chí Minh thường xảy ra ùn tắc. Trong tương lai, khi hệ thống cảng cái mép Thị Vải tăng công suất khai thác, hiện 40%, tình trạng này sẽ trầm trọng hơn.